Hello, welcome to Megastar Cineplex. Here at Megastar, our mission is to bring you, your friends, and your family the best cinematic experience you could possibly enjoy here in Vietnam. We work hard to bring you cinema on a world-class basis. We were the first to introduce modern cineplexes into Vietnam. We were the first ones to bring key blockbuster movies to Vietnam at the same time as you see them in America and other key markets around the world. We were the first to introduce 3D with the blockbuster hit Avatar. And now we're making another first step in the history of cinema in Vietnam. We're bringing you key blockbuster movies dubbed into Vietnamese so that you can enjoy these great movies in your own language with actors and actresses you've known and loved for years. A spider on my back. It's just a leaf. Turn around. Leaf. Told ya. Đây là bộ phim hoạt hình 3D, phim mới đặc biệt dành cho người Việt. Chị Điên Hằng thì cảm thấy rất là thú vị với dự án này. Bobo here can't fly. Maybe we can find a bus schedule or something. Phải nói rằng là với một cường độ làm việc rất là vất vả, nhưng mà tôi cũng mong rằng sẽ kịp tiến độ trình chiếu bộ phim cùng với ngày trình chiếu bộ phim trên thế giới. Blind is not what you think up here, it's what you feel in here. Có lẽ từ xưa đến nay thì khán giả Việt Nam chúng ta cũng đã quen với những bộ phim hoạt hình 3D của Mỹ, nhưng mà đa số là mình xem với dưới cái dạng là phụ đề. Đây là lần đầu tiên phim hoạt hình 3D của Mỹ mà được với một cái phiên bản là lồng tiếng dành cho người Việt. Chắc chắn rằng nó sẽ có những điều rất là bất ngờ, rất là thú vị. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ đến rạp, sẽ ủng hộ cho cái phiên bản Việt này, cũng như là ủng hộ cho tất cả các thành viên tham gia các bộ phim, mà trong đó có Đại Nghĩa. Xin cảm ơn rất nhiều. It's going to be a great movie, and it's going to add to the wonderful experience you can have at Megastar Cineplex. My feathered friends at Rio and I invite you to have a wonderful time at this movie. Enjoy the show.